Cửa hàng Audio Minh Nguyễn xin kính chào quý khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021. Đầu tiên Minh Nguyễn xin cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng ở gần và xa trong suốt thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ Minh Nguyễn. Cũng chính vì cái tình cảm như vậy nên hôm nay Minh Nguyễn tiếp tục giới thiệu cho các bác một dòng sản phẩm mic không dây, dòng thương hiệu của Beyer. Thì hôm nay thì em về được hơn chục bộ, nhưng mà toàn là những cái dòng đẹp, nói chung là về hình thức, ngoại hình cũng như là cái đầu thu rất là đẹp như các bác nhá. Gọi là dòng này thì đã sản xuất cũng đã được 6 năm rồi. Đấy. Beyer nha các bác nhá. Đây vỉ Beyer đây nhá. Đấy, rõ ràng luôn. Đây ạ. Con này thì nó là sản xuất từ ngày mùng 4 tháng 4 2014. Đấy. Nhưng mà về cái lô này thì thật sự các bác là còn rất là đẹp. Từ đầu cho đến tay mic, và riêng về cái tay thì thật sự các bác là quá là đẹp luôn, dòng tay này. Đấy. Tay dập DNC nha các bác nhá. Dập DNC này là của nó, không phải cái dòng tay dán. Đấy, không phải là dòng tay dán. Đấy, nên là rất là đẹp. Đây em sẽ tháo cho các bác xem cái đầu thu của nó ấy. Cái đây đầu côn mic. Đầu côn mic. Côn mic dòng đặc biệt của dòng côn mic. Đấy. Đây. Côn mic này. Đây nha các bác nha. Đấy. Nãy pin này thì gọi là có một vài cái nó bị gãy cái nãy pin này thôi, nhưng mà cái nãy pin này thì không vấn đề được cả, đưa pin rất là chặt. Đấy các bác nhìn chưa? Ở trong này vỉ tím nhá. Dập đi NC rất đẹp. Đấy, côn mic đây. Đấy, côn mic. Côn mic đây, nha các bác nhá. Côn của Beyer. Dòng côn 2 tầng nha các bác nhá. Côn 2 tầng Beyer. Côn 2 tầng. Đấy. Riêng về cái dòng mic này thì các bác làm sự kiện thì quá là đẹp rồi. Đấy, hoặc là gia đình, đấy, tay của nó rất là sang. Đấy. Bóc cho anh cái này. Tay của nó rất là sang. Đấy. Rất là sang luôn. Ngược cái sao nhỉ? Đúng. Đấy. Các bác nhìn chưa? Tay cực kỳ là sang. Đấy, rất là sang. Đấy. Riêng về cái dòng tay mic này thì cả chị em phụ nữ gọi là cầm những cái dòng tay mic này thì nói thật các bác là lâng lên bao nhiêu cái độ xinh đẹp của người phụ nữ. Đấy. Cầm cái mic rất là sang chảnh. Đây là dập DNC đây nè, các bác ấy thoải mái nhá, không giờ sợ bị kiểu như bị bong, bị trượt tất cả. Đấy. Đấy, không phải là cái hàng dán. Ví dụ như dán thì nó sẽ bong ra, nhiều lần nó sẽ bong ra. Đấy, nhưng mà con này nó là dập DNC nên là các bác dùng gọi là bền vĩnh cửu luôn. Đấy, đây sau đây thì em sẽ test thử cái chất âm. Chất âm của cái dòng mic này. Alo. Alo. 1 2 3 4 5 6 7. Alo. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Lên. 1 1 1 2. Lên. 1 1 1 2 3 4 5 6 7. Nó sẽ là em chỉ để một tí là nó sẽ tự ngắt nha các bác nhé. Đấy.
không biết con này đã bật tự ngắt chưa. Đấy, các bác nhìn chưa? Mute nhá. Đấy, mute nhá. Đấy, em cầm này lên là nó sẽ hết này. Đấy. Đấy, này, con này bật chế độ tự ngắt rồi. Đấy. Cái đầu này với lại cái đầu này. Đấy, đều như nhau hết cho các bác nhá. Đều như nhau, linh kiện đều như nhau. Đều là dòng linh kiện 4 hộp sóng của Beyer. Đấy, Beyer. Nhìn các bác nhá. Đấy. Hình thức cực đẹp luôn. Đấy thì em về cái nô này thì nói thật các bác là riêng cái bộ tay của nó thì các bác nhìn đã thích rồi. Riêng cái dòng tay này thì các bác nhìn đã gọi là không phải nói nhưng mà rất là ưng, rất là đẹp rồi. Đấy, không phải chê được vào đâu về những cái dòng mà tay gọi là dập DNC này cả. Đấy thì mic này thì em đang bán hiện tại giá tại thời điểm hiện tại bây giờ là 2.600.000 một bộ. 2.600.000 một bộ dòng mic của Beyer. Vỉ tím nha các bác nha. Vỉ tím tự ngắt, hình thức đẹp lên đến trên 90%. Đấy, cũng có rất là nhiều chỗ bán thì nó cũng chỉ tầm độ 2.4 triệu đến 2.5 triệu thôi. Đấy. Nhưng mà các bác phải xem ví dụ như là cái hàng nó còn bao nhiêu phần trăm. Đấy, bao nhiêu phần trăm thì các bác mới biết được. Vì những cái dòng mà khi nó mà dùng nhiều, sử dụng nhiều thì nó chắc cũ. Mà nó đã cũ rồi thì những dòng đấy thì đương nhiên là chất lượng linh kiện nó sẽ kém hơn. Đấy, nên là các bác nhìn những con này nhá, linh kiện của nó cực kỳ là sáng, cực kỳ là sáng đẹp. Đấy, cho dù sản xuất 2014 ấy, nhưng mà của nó còn rất là đẹp luôn. Đấy, rất là sáng đẹp. Có nghĩa là ít người ít sử dụng, có nghĩa là khi mình mua cái xe máy về ấy, thì người này một người là đi nhiều, một người đi ít ấy. Đấy, người đi ít thì bao giờ xe nó cũng bền và nó chất lượng hơn những người gọi là đi nhiều. Cũng như là cái dòng đồ điện tử ấy thôi. Các bác mà dùng nhiều quá, dùng ấy quá thì tất cả những linh kiện nó đều già hết. Đấy, già thì nó sẽ kém đi. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy thì cũng xin giới thiệu luôn cho các bác về cái lô đẩy CT Audio này rồi. Đấy, PS 805 này thì dòng này nó là 850 W một kênh. Các bác đánh hai đôi full 30 thoải mái luôn. Đấy, hai đôi full 30 thoải mái. Đấy. Rất là đẹp luôn. Dòng máy 5 phỉ tiếng. Đây cũng xin giới thiệu luôn cho các bác. Thì đây thì em hiện tại chỉ còn có mấy con đẩy 4 kênh. Đẩy 4 kênh này. Đấy. Đây, hình thức đây. 600W một kênh, đẩy 4 kênh. Đấy. Ruột gan này rất là đẹp. Đấy, các bác có thể đánh 2 đôi full 30 côn 76, 2 đôi full 40 côn 76 là các bác đánh thoải mái rồi. Đấy, dòng vang Gutin này. Đấy. Cơ nai số đấy, rất là chất lượng luôn. Dòng này nó là dòng đỉnh cao của dòng vang cơ và nai số rồi. Đấy, không dòng bên nào là có thể vượt qua được cái dòng vang Gutin vãi rồi. Đấy, còn rất là đẹp nha các bác nhá. Quản lý nguồn này em còn khá là nhiều. Nói chung là trong mấy thời gian này thì thật sự các bác là hàng của em về nó cũng chưa được rộ lên mấy nên là em cũng chưa muốn gọi là live stream trực tiếp cho các bác. Đấy thì tiện thì làm những video thì trong ngày hôm nay thì em sẽ quay cho các bác ở mặt hàng bên em sẽ còn những cái gì. Đấy, đẩy 2 kênh, đẩy 4 kênh còn rất là nhiều và đẩy và quản lý nguồn còn rất là nhiều, lọc xì DVX 2231 và 1231. Đấy. Lọc xì Lever của Hàn Quốc. Đấy. Lọc xì Hàn Quốc này. Đấy. Đây, nọc nước cũng còn rất là nhiều, chỉ hơn triệu mới, hơn 2 triệu một con thôi. Đó. Các bác nào cần cái món gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0985778338 và 0937348356. Bác nào ở gần thì qua trực tiếp cửa hàng ở số 89 đường Phạm Văn Miễu, quận Hải Phòng. Thôi cái video này em cũng xin tạm dừng tại đây, cũng xin chúc toàn thể các bác có một ngày làm việc thật là vui vẻ và mạnh khỏe. Và các bác nào yêu quý kênh thì hãy nhớ là đăng ký kênh và để lại một vài dấu like để tiện gọi là những cái video này em phát lên thì các bác sẽ được nhận ngay. Đấy. Các bác nào mà quên mà không đăng ký kênh ấy là em phát mấy ngày rồi các bác mới biết được. Đấy, nên là các bác cái đấy các bác phải lưu ý.
nhớ đăng ký kênh để thứ nhất là ủng hộ bên em, thứ hai là để tiện theo dõi video em mới đăng lên. Và sau đây em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo ạ.